Đối với bài tập sidekick thì mình để ở vị trí 2 hoặc là low đều được mọi người ha. Ở vị trí tay cao, tay thấp đều được. Thì mình sẽ đá qua bên cạnh. Ở bài tập này mình cũng lưu ý giữ thẳng lưng và hông trên một đường thẳng nha mọi người. Và mình đá sang một bên như thế này. Mình sẽ thực hiện từng chân ha. Lưu ý là luôn giữ vững cái phần core của mình và không xoay eo, xoay hông gì nha mọi người. Luôn luôn giữ vững phần lưng và hông trên một đường thẳng, không xoay qua xoay lại. Mình chỉ thực hiện đúng cái chuyển động mở khớp. Tiếp đến mình sẽ thực hiện duỗi chân ra ha. Nó cũng tương đương như vậy nhưng mà cái bài tập nó sẽ tác động một cách chuyên sâu hơn ha. Hai cách tác động mình chỉ cần chỉnh kỹ thuật nó cũng sẽ khác nhau một chút xíu mọi người ha, để tăng cái độ đa dạng cho cái bài tập mông đùi của mình ha. Mình lưu ý bài nào cũng vậy, phải luôn luôn giữ thẳng lưng, gồng chắc cơ trọng tâm và không xoay hông ha. Không đánh hông theo cái lực đá chân của mình. Ở bài tập này mình sẽ đá chân xéo sang phía bên rồi trả chân về nha mọi người.